Xin chào anh chị, thì em lên thêm cây gọng kính láo cận cho nữ. Cái này hình trái tim mà rất là đẹp, gọng nhựa, hàng nội địa Nhật. Cây này thì anh chị lấy về thay mắt cận viễn lão anh chị ha. Đang có độ rồi. Đó. Cây này cũng phải tầm 3 độ, 2 độ rưỡi đến 3 độ, mắt cũng khá dày đấy. Cái này chị em chỉ đoán thôi anh chị ạ, bởi vì nó không ghi ở trên gọng nên em cũng không rõ là bao nhiêu đâu. Thì cái này anh chị lấy về thì anh chị phải thay mắt anh chị nhé. Cái kính zin em đấu về nguyên bản như vậy luôn. Đó, anh chị nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo nhé, 0902772552. Em cảm ơn.